Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Lại là Dino Man đây, chúc quý vị và các bạn một buổi tối tốt lành. Thành thật mà nói nha các bạn, loài người chúng ta có lỗi với khủng long hơi nhiều đấy các bạn ạ. Khủng long yên nghỉ dưới lòng đất đã cả chục triệu năm không sao, chúng ta khai quật lên để nghiên cứu thì cũng thôi đi, coi như là vì mục đích khoa học. Nhưng mà lắm lúc không biết các ông ấy nghiên cứu kiểu gì mà hôm nay ra một kiểu, hôm sau lại ra một kiểu khác, rồi khiến cả thế giới hiểu lầm mấy con khủng long này trông nào là buồn cười lắm, dị hợm lắm, mà trong khi sự thật thì lại không phải như vậy. Chán không muốn nói. Thân thiết nhất vụ này chắc là anh bạn Spinosaurus. Tình trạng phục dựng của Spinosaurus thì như các bạn đã biết rồi đấy, đã phải đổi không biết bao nhiêu lần mà bây giờ hỏi rằng Spinosaurus đi bằng hai chân hay bốn chân, đuôi giống cá sấu hay đuôi giống T-Rex thì chắc nhiều bạn vẫn còn ấm mớ. Thế nên Dino Man mới phải phong liêm cho anh bạn Spinosaurus, kiểu dưới suối vàng anh ấy ăn ngủ không yên. Và đương nhiên, Spinosaurus không phải là trường hợp duy nhất bị người đời hiểu lầm tai hại vì những bản phục dựng. Vẫn còn những cái tên khác trở thành nạn nhân của những bản phục dựng lỗi. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái tên tiêu biểu trong số đó, Cintasaurus. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào năm 1950, tại thị trấn Lai Dương ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, người ta đã khai quật được hóa thạch của một con sinh vật cổ đại tương đối lớn. Vào năm 1958 thì nhà cổ sinh vật học Dương Trung Kiện, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành cổ sinh Trung Quốc, đã chính thức mô tả và đặt danh pháp cho những hóa thạch này. Ông xác định, đây là một loài khủng long mỏ vịt hoàn toàn mới, thuộc họ Hadrosauridae. Dương Trung Kiện lấy tên thành phố Thanh Đảo, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông để đặt tên cho con khủng long này. Do đó, chúng ta có tên chi là Cintasaurus, có nghĩa là thằn lằn thanh đảo. Tên loài là Spinorhinus, có nghĩa là gai trên mũi, ám chỉ cấu trúc dài và thẳng mọc ngay phía trên mũi của con khủng long, và vào thời điểm đó thì họ vẫn chưa rõ đây là gì. Do vậy, danh pháp hai phần đầy đủ của nó là Cintasaurus Spinorhinus. Hệ tầng nơi tìm thấy hóa thạch là hệ tầng kim cang khẩu, có niên đại khoảng 86-73,5 triệu năm. Mẫu định danh của Cintasaurus là một hộp sọ không nguyên vẹn với nhiều chi tiết bị hư hại nghiêm trọng. Dù vậy thì người ta vẫn nhận diện được các đặc điểm quan trọng để xác định nó là một loài khủng long thuộc họ Hadrosauridae với đặc trưng là phần mỏ bẹt, rộng cùng hàm răng đặc trưng của loài ăn thực vật. Tuy nhiên, điều khiến Dương Trung Kiện và các nhà khoa học đầu tiên mô tả Cintasaurus đau đầu chính là cấu trúc dài và thẳng mọc ngay phía trên mũi của con khủng long. Vào thời điểm đó thì họ đã biết rằng nhiều loài khủng long mỏ vịt có mào ở trên đầu, những hình dạng như Cintasaurus thì lại chưa thấy bao giờ. Ban đầu thì họ nghĩ rằng cấu trúc này sẽ giống như một cái mèo dạng sừng, mọc thẳng đứng hướng về phía trước, giống như sừng của kỳ lân. Chính vì thế mà trong một thời gian dài, Cintasaurus có biệt danh là kỳ lân châu Á. Cái sừng này dài khoảng 40cm, ở đầu sừng hơi chĩa ra và bên trong có vẻ rỗng. Trong khi đó, các loài khủng long mỏ vịt khác nếu có mào trên đầu thì mào của chúng sẽ rộng bản hơn. Đến năm 1990, hai nhà cổ sinh vật học là David Weishampoo và Jack Horner bày tỏ rằng thực chất không có cái sừng nào cả. Phần cấu trúc dựng đứng thực chất là một phần xương mũi đã bị vỡ ra, và nếu thật sự như vậy, Cintasaurus không phải là một chi riêng biệt mà chỉ là một danh pháp đồng nghĩa của Tineus, một chi khủng long mỏ vịt khác đã được phát hiện tại Trung Quốc trước đó. Đến năm 1993, nhà cổ sinh vật học người Pháp Eric Bufferto mới làm rõ sự nhập nhằng này khi những khảo sát mới trên mẫu định danh cũng như một mẫu vật mới của ông cho ra kết luận rất tự tin rằng đó hoàn toàn là một cấu trúc riêng biệt, và do đó, Cintasaurus cũng là một danh pháp hợp lệ chứ không phải danh pháp đồng nghĩa của Tineus. Tuy nhiên, sự độc đáo của cái sừng ở Cintasaurus vẫn là một vướng mắc đối với các nhà cổ sinh vật học. Một số bức tranh phục sừng còn vẽ kèm cái sừng này những túi khí có thể phồng lên xẹp xuống ở ngay gốc của nó, khiến cho nó trông giống như một bộ phận nhạy cảm ở đàn ông, và Cintasaurus bị nhiều người gọi bằng một biệt danh không mấy hay ho là khủng long đầu khất. Bạn có thể thấy hình dung này trong nhiều bức tranh khác nhau minh họa ngoại hình của Cintasaurus, thậm chí nó còn được đưa vào để sản xuất các mẫu đồ chơi dành cho trẻ em. Cintasaurus gắn liền với hình dung và biệt danh này cho đến thế kỷ 21, và phải đến năm 2013 thì mới có người minh oan cho chỉ khủng long mỏ vịt của Trung Quốc. Đó là các nhà cổ sinh vật học Albert Prieto Marques và Jonathan Wagner. Họ dựa trên một mẫu vật mới có ký số IVPP-V829, một phần xương hàm trước của Cintasaurus, và kết luận rằng cái mà người ta vẫn nghĩ là sừng
thực chất chỉ là phần sau của một cái mào lớn hơn khởi đầu từ đầu mõm của con khủng long. Phần trước của cái mào hình thành từ những mõm hướng lên của xương trước hàm, trong khi phần sau mọc từ xương mũi và khi hợp lại, chúng tạo thành một cấu trúc hình ống rỗng. Cái mào này hơi nghiêng về phía sau của hộp sọ, thay vì chĩa thẳng về phía trước như những phục dựng ban đầu, vốn có thể là do xương đã bị biến dạng trong quá trình hóa thạch. Sự thay đổi quan điểm về cấu tạo của chiếc mào ở Cynthosaurus cũng khiến các nhà cổ sinh vật học phải cân nhắc lại về chức năng của nó. Khi còn nghĩ rằng đó là một chiếc sừng, họ cho rằng chức năng chính của nó là để trang trí và nhận diện loài. Tuy nhiên, với việc phát hiện rằng đó thật sự là một chiếc mào có cấu trúc rỗng bên trong, đã xuất hiện thêm những luồng ý kiến mới về chức năng của chiếc mào này. Có người cho rằng nó có vai trò như một ống dẫn không khí phụ, giúp tăng cường không khí đi vào hệ hô hấp. Tuy nhiên, Albert Brieto Marquez và Jonathan Wagner không đồng tình với quan điểm này khi cho rằng cấu trúc này không thông với lỗ mũi của con khủng long. Thay vào đó, họ đề xuất rằng cấu trúc rỗng có khả năng giúp giảm nhẹ trọng lượng của cái mào, trong khi vẫn đảm bảo được độ chắc chắn của nó. Chiếc mào có thể chứa mạch máu để góp phần điều hòa thân nhiệt, thay đổi màu sắc hoặc cũng có thể là một công cụ tạo ra âm thanh, liên lạc giữa các thành viên trong đàn với nhau. Cynthosaurus là một chi khủng long mỏ vì có kích thước tương đối lớn, có thể dài đến 8,3 mét khi trưởng thành và nặng khoảng 2,5 tấn. Phân tích phát sinh loài cho thấy, Cynthosaurus có thể xếp vào phân họ Lambiosaurini, cũng bao gồm nhiều loài khủng long mỏ vịt có mào giống như Cynthosaurus. Chúng cũng sở hữu hàm răng chắc khỏe để ăn thực vật, di chuyển chủ yếu bằng 4 chân, nhưng cũng có thể đứng trên 2 chân nhằm tăng cường khả năng quan sát từ xa. Chúng cũng sống theo đàn và có tổ chức tương đối chặt chẽ. Thuộc cùng hệ tầng kim can khẩu với Cynthosaurus, còn có các loài khủng long thuộc Chitinus. Ngoài ra thì các nhà cổ sinh vật học cũng tìm thấy hóa thạch trứng khủng long rất phong phú trong hệ tầng này, trong đó có trứng của khủng long chân thú và khủng long hồng chim. Bên cạnh đó thì trong cùng khu vực với Cynthosaurus, người ta còn tìm thấy hóa thạch của những chi khủng long có niên đại muộn hơn một chút, chẳng hạn như các loài khủng long mỏ vịt Sanchungosaurus, Lyangosaurus, khủng long mặt sừng như Sinoceratops, Eutrangeratops, Ichthyoceratops, khủng long cổ dài như Eutrang Titan và các hóa thạch thuộc họ bảo long, chẳng hạn như Eutrang Tyrannus. Dù hóa thạch của Cynthosaurus chưa được tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Trung Quốc, nhưng cùng niên đại ở Mông Cổ thì người ta cũng đã tìm thấy hóa thạch của những loài khủng long mỏ vịt có họ hàng gần với Cynthosaurus, và phạm vi phân bố của chi khủng long này trong quá khứ hoàn toàn có thể rộng lớn hơn những gì chúng ta biết. Như vậy, mối oan khuất của Cynthosaurus đã được giải và nó không phải kỳ lân châu Á cũng không phải khủng long đầu cấp như cái gọi quen miệng của nhiều người. Mong là sẽ không có ai body Samsung như bạn khủng long này bằng những hình dung đá cũ và không còn đúng chuẩn khoa học nữa nha. Chúng ta cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều hóa thạch mới của Cynthosaurus được tìm thấy để các nhà cổ sinh vật học có thể phục dựng chính xác hơn ngoại hình của con khủng long này. Dẫu sao, chê thì chê chứ cũng nên thông cảm cho các nhà cổ sinh vật học. Họ thường phải làm việc với những mẫu vật cực kỳ ít ỏi và độ nguyên vẹn cũng tương đối thấp. Việc phục dựng chưa chính xác diễn ra khá thường xuyên. Điều quan trọng là các nhà cổ sinh vật học vẫn không ngừng tìm kiếm những mẫu vật mới và đưa ra những phân tích mới chính xác hơn với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến, từ đó đưa ra các bản phục dựng gần đúng nhất về mỗi giống loài khủng long. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.